Còn cây linh sam đâu bạn? Sam trồng hoài là biến trồng rồi bạn ơi. Linh sam này cây lá kim nha bạn. Cây này giảm giá bán cho anh em nào mua được chơi vị trí. Cái này có hoành nè. 30 32. 33. Song hình lá trung. Ủa lộn lá kim, kim song hình. Lá kim lá nhỏ nhất, cái phơm lá nhỏ nhất á. Có số chỗ kêu lá rí, song hình lá rí. Tùy chỗ nha bạn. Cây này nuôi trong chậu cũng được hình như năm hay gì để cát đâu ra quá trời nguyên cái bầu xì dừa các bạn. Cái này bán rẻ cho anh em mua chơi vậy chứ anh em nào thích linh sam mua chơi bán giảm giá thanh lý kho luôn 350.000 bao ship luôn. Ủa, mình bán rất từ từ còn có con cây mình bán 350.000 bao ship mấy bạn ơi. Cái này về trồng chắc cũng khoảng 4-5 năm á, 4-5 năm tuổi vô bầu hết năm nữa rồi. Xong mình lá kim nha bạn, về chịu khó mấy bạn bươi ra sắp đế rồi lại đục đẽo làm gọt rồi lại nhìn là đẹp cây liền nè.